Chào các bạn, trong video clip bài giảng này, mình xin trình bày về các định luật trong mạch điện một chiều. Thì để giải được mạch điện một chiều, người ta thường có hai hướng như thế này. Một là hướng trực tiếp, là ta sử dụng các định luật về dòng điện và điện áp trong mạch điện. Ở đây cụ thể là các định luật của Kirchhoff và sử dụng các cái phương pháp giải, các cái phương pháp phân tích vòng, nhánh, dòng vòng, vân vân. Để ta giải ra, tức là ta tìm đặc trưng dòng và áp, tức là dòng điện đây và áp của từng phần tử trong mạch điện. Khi ta có dòng áp thì ta cũng tính được công suất của mạch điện đó luôn. Cách thứ hai đó là cách trực tiếp, còn cách thứ hai là cách gián tiếp. Thì cách gián tiếp ta thực hiện bằng cách biến đổi cái mạch điện có sẵn thành những dạng đơn giản hơn, để từ đó ta biến đổi, ta sử dụng các định luật Kirchhoff ở trên hoặc là định luật ôm vân vân, ta giải mạch điện đơn giản đó ra. Đấy, ở đây có nhiều cái phương pháp lắm, mình xin trình bày trên đây là một số phương pháp như biến đổi sao tam giác hoặc là định luật biến đổi Thevenin hoặc Tông vân vân. Chi tiết các phương pháp thì chúng ta có thể xem trong tài liệu giáo trình mà mình đã gửi lên trang dạy học số của các bạn. Đây, chúng ta có Kirchhoff, các định luật Kirchhoff, Maxwell, phương pháp các cái phân tích phương pháp khác nhau vân vân, rất là nhiều, biến đổi sao tam giác, Norton, Milman, phương pháp tính công suất tối đa, vân vân, rất nhiều phương pháp. Nhưng vì thời lượng hạn chế của môn học cho nên là chúng ta sẽ trình bày trong nội dung của môn học một số cái phương pháp chủ yếu thôi, và mình xin nhắc lại là nó có nhiều phương pháp nhưng chúng ta cần nắm rõ, nắm rành một hai phương pháp chủ đạo để chúng ta giải bài tập thôi. Vì tất cả các phương pháp đều tụ chung lại, đều hướng tới vấn đề là tìm đặc trưng của mạch điện đó, tức là tính dòng, áp và công suất của các phần tử trong mạch. Thì đây là nhiều cách tiếp cận cho một cái vấn đề, một cái giải quyết một cái vấn đề đây. Ta chỉ cần nắm một phương pháp thì chúng ta thể giải quyết được vấn đề đó rồi. Chủ yếu ở đây nhiều phương pháp là nó có ưu điểm và nhược điểm, là nó sẽ giải nhanh trong một số trường hợp cụ thể hoặc là nó giải chậm hơn thôi. Chứ còn phương pháp nào thì cũng giải quyết được rốt ráo tất cả các loại mạch điện mà có trên thị trường hoặc là có trong các bài tập của các bạn. Rồi, mình xin trình bày hai cái định luật mấu chốt của phương pháp giải trực tiếp, đó là định luật Kirchhoff 1 và định luật Kirchhoff 2, gọi tắt là KCNL và KVNL đây. Thì định luật Kirchhoff là do ông Kirchhoff ông tìm ra, một thiên tài người Đức. Thì Kirchhoff quan sát mạch điện và chốt lại như thế này: mạch điện nó sẽ có dòng điện, nếu như chúng ta xem tại một nút, một point nào đó, một nhánh giao nhau giữa các cái nhánh, thì chúng ta xem cái dòng điện chạy ra chạy vào trong nhánh đó, thì tổng dòng đi ra sẽ bằng tổng dòng đi vào. Đó là định luật 1 của Kirchhoff, xin được minh họa bằng cái hình mạch điện như thế này. Đây trích dẫn một cái mạch điện, một phần của mạch điện thôi. Thì chúng ta có nút giao là nút A ở đây, thì tổng dòng đi vào ở đây chúng ta quan sát thấy là I1 đi vào nút A, I4 đi vào nút A. Như vậy thì I1 cộng với I4 nó sẽ bằng tổng dòng đi ra là I2 cộng I3 cộng I5. Nếu như chúng ta nhìn ở dạng đại số, tức là chúng ta quy định chiều đi vào là dương hoặc là chiều đi ra là dương gì đó, thì chúng ta sẽ có theo công thức của Kirchhoff, định luật 1 Kirchhoff theo dạng đại số. Ở đây thí dụ như chúng ta quy định chiều đi vào là chiều dương thì chiều đi ra ngược lại với chiều đi vào sẽ là chiều âm, thì ta sẽ có tổng đại số của các dòng điện xét theo một chiều nào đó thì nó sẽ bằng không. Đấy. Nói tóm lại, định luật 1 Kirchhoff phát biểu là tổng dòng vào thì bằng tổng dòng ra nếu chúng ta không xét chiều. Đấy. Một số cái bài tập, một số cái ví dụ để minh họa cho định luật Kirchhoff, thí dụ như ở đây chúng ta có mạch điện như thế này, nút giao tại A.
Thì dòng đi vào ở đây chúng ta thấy là dòng Y là dòng tổng. Dòng đi ra là gồm có Y1, Y2, Y3 và Y4 ở đây. Như vậy thì ta sẽ có ngay là Y nó sẽ bằng là Y1 cộng Y2 cộng Y3 cộng Y4. Nếu chúng ta quy định là Y đi vào đây là chiều dương thì chúng ta sẽ có theo công thức đại số là gì? Y cộng cho trừ Y1, tức là Y trừ Y1 trừ Y2 trừ Y3 trừ Y4 bằng 0. Thì hai cái này nó giống nhau về mặt toán học là vì nếu chúng ta đổi Y1 qua đây thì ta chuyển dấu qua bên kia dấu bằng thôi, Y1 Y2 Y3 Y4 thôi. Cũng không có gì đặc biệt lắm. Rồi, mình xin qua tới định luật số 2 của kiết hợp. Thì định luật 2 của kiết hợp phát biểu đơn giản như thế này là chúng ta xét trong một vòng kính. Đây là một vòng kính, tức là chúng ta xuất phát từ một điểm, chúng ta đi qua các nhánh mạch khác nhau, chúng ta về lại điểm đó, chúng ta đi một vòng đây, ta về lại đúng cái điểm mà chúng ta xuất phát. Ở đây thí dụ như tôi vẽ trên hình đây là nút A, thì chúng ta gọi đó là vòng kính. Thì kiết hợp phát biểu là tổng rơi áp qua các phần tử trên một vòng kính thì bằng không. Như vậy thì chúng ta sẽ xuất phát tại một điểm, chúng ta đi qua phần tử, ví dụ như ở đây là R1, chúng ta tính rơi áp qua R1, qua đây là R2, chúng ta tính rơi áp qua R2, qua đây là E2, chúng ta tính rơi áp qua E2, qua đây là R3, chúng ta tính xem rơi áp qua R3 bao nhiêu, và E1 và R4, và chúng ta trở về A để tạo thành một vòng kính. Thì tổng các rơi áp này chúng ta cộng lại thì nó sẽ bằng không. Đấy, đó là cái phát biểu, cái nhìn nhận của Kirchhoff về quy luật của mạch điện. Ở đây mình xin phép không chứng minh vì chúng ta xem các tài liệu chứng minh trong các cái giáo trình, các tài liệu khác do giới hạn thời gian của môn học. Ta áp dụng định luật Kirchhoff cho một cái nhánh mạch như thế này thì hỏi xem là giá trị VS tại đây là bằng bao nhiêu. Như vậy chúng ta có thể nối mạch ở nhiều cái dạng khác nhau, ở đây chấm chấm là có thể nối ra những cái phần tử khác nữa, nhưng ta chỉ nhìn, ta cô lập nó lại là ta nhìn một vòng kính, ta xuất phát từ một điểm, ta có thể bắt đầu từ A, B, C, D, vân vân, chúng ta đi theo một vòng nào đó, chúng ta trở về lại A thì là vòng kính. Thì ta áp dụng định luật kiết hợp 2, giờ mình áp dụng thử. Giả sử như ta chọn là điểm xuất phát tại A và chiều chúng ta tiến là chiều này. Đấy, chúng ta quay trở lại A là tạo thành một vòng kính. Thì đây, từ A ta đi qua B, chúng ta thấy là đoạn VS này chúng ta nhìn thấy là dấu trừ. Như vậy thì ta sẽ ghi lại là trừ VS là một phần tử. Từ B ta đi qua C, chúng ta qua một cái nguồn 10V, ở đây chân dài là dấu cộng và chân ngắn là dấu trừ. Như vậy thì ta sẽ là trừ 10 từ B qua C. Rồi, từ đây ta đi qua, từ C ta đi qua D là qua 20V, và ở đây chúng ta thấy là dấu cộng, đây dấu trừ, như vậy thì ta sẽ là cộng 20. Rồi, từ D ta đi về A thì ta qua hai nguồn, một nguồn là 50 với đây là dấu cộng, đây dấu trừ thì chúng ta sẽ là cộng 50. Và cuối cùng là 30, nhìn thấy dấu trừ thì chúng ta là trừ 30, trừ 30. Rồi, chúng ta đi về A, tức là chúng ta tạo ra một vòng kính, chúng ta sẽ theo kiết hợp định luật 2 thì nó sẽ bằng 0. Vậy từ cái phương trình này chúng ta có thể suy ra được VS, chúng ta tính ra theo kiết hợp thì chúng ta dễ dàng chúng ta tính ra. Chúng ta chuyển VS qua bên kia dấu bằng, còn lại là 50 cộng 20 là 70, trừ cho 10, 60 trừ 30 nữa là còn 30. Vậy là đáp số của cái bài này là 30. Những cái bài tập và trong cái slide, trong cái clip mình thường trích dẫn ở trong cuốn giáo trình mà mình đã trình bày với các bạn, chúng ta có thể vào thư viện của trường để chúng ta mượn. Một ví dụ tiếp theo nữa cho một mạch điện như hình vẽ. Hãy tính giá trị V1, V2 và V3 chưa biết. Vậy chúng ta phải nhìn xem là xuất phát từ đâu tới đâu để tạo một vòng kính. Ở đây chúng ta có V3 chỗ này và ta nhìn một vòng kính từ A qua C rồi từ C đi trở ngược lại A như thế này.
thì nó tạo thành vòng kính số 3 đây, thì chúng ta sẽ giải quyết được V3 này. Như vậy chúng ta chọn A là điểm xuất phát chẳng hạn, thì chúng ta đi từ A qua C thì chúng ta thấy là dấu cộng, như vậy ta ghi vô là cộng V3. Đấy, hiệu điện thế người ta gọi là V3. Rồi từ C ta đi ngược trở lại qua 5V và chúng ta thấy dấu trừ, như vậy là trừ 5V và ta bằng 0. Đấy. Rồi, như vậy từ đây ta dễ dàng ta tính được V3 nó sẽ là 5. Rồi, từ V3 bằng 5 chúng ta xét thêm một vòng kính ở trên đây nữa, B, C, A rồi trở về B thì ta sẽ giải quyết được V1. Chúng ta xuất phát từ B đi, chúng ta chọn bất kỳ điểm nào mà mình muốn nha. Thì chúng ta từ B chúng ta đi qua đây. Ta đi qua C thì chúng ta sẽ thấy là cộng V1. Như vậy chúng ta ghi vô biểu thức là cộng V1. Rồi từ C ta qua A ta thấy là trừ V3. Hồi nãy mình tính ra V3 là 5 á, thì đây nó sẽ là trừ 5. Nhưng thôi mình ghi lại là trừ V3 nha. Rồi chúng ta thế 5 như sau. Rồi từ A ta trở về B theo đường này thì chúng ta sẽ qua 10V chỗ này là trừ trừ 10. Đấy. Rồi, chỗ này là cộng 30. Đấy. Đây là cộng 30. Rồi, trở về B là trở về điểm xuất phát của mình thì chúng ta theo kiết hợp thì là bằng 0. Vậy chúng ta có V3, chúng ta tính ra được V1 chỗ này. Đấy, bạn tính thử xem phải là trừ 15 hay không. Chúng ta thế số vô là có. Rồi, còn lại ở đây là V2 thì chúng ta cũng áp dụng tương tự. Ta có thể xuất phát từ B, ta đi qua phần tử này, đi qua đây và ta trở về lại B chỗ này. Vậy thì nó sẽ là từ B qua đây nó sẽ là mà người ta quy ước ở đây là dấu cộng và giá trị của nguồn là trừ 15. Như vậy chúng ta sẽ có là cộng cho giá trị của nó là trừ 15. Tùy theo cách gọi đại số của họ thôi thì mình cứ theo thôi. Rồi qua đây là cộng V2. V2. Rồi qua đây là nhìn thấy giờ dấu trừ, vậy là trừ V1. Trừ V1. Rồi trở về B thì chúng ta cho nó bằng 0. Và từ đó ta tính được giá trị còn lại là V2 chúng ta chưa biết. Đấy, bạn tính thử xem là thế số vô xem là có phải là 0V hay không. Tiếp theo, chúng ta có mạch điện như thế này. Hỏi là giá trị V1 trong hình là bằng bao nhiêu? Ở đây cái bài tập này nó có thêm một nguồn dòng 10A ở đây. Vậy thì hiệu điện thế qua nguồn dòng là bao nhiêu? Dòng điện nó sẽ là 10A là tôi biết rồi đó. Là theo định nghĩa của nguồn dòng thì nó tạo ra một dòng điện 10A theo chiều mũi tên. Đấy, nhưng mà hiệu điện thế bao nhiêu? Thế bao nhiêu thì tùy thuộc vào cái tải, và nhìn vô đây thì một cách trực quan tôi cũng không biết là nó bằng bao nhiêu cả. Đấy. Nhưng mà mình không quan tâm chỗ này, mình quan tâm cái đề bài nó hỏi là V1 bằng bao nhiêu đây. Như vậy thì một cách trực quan chúng ta sẽ nhìn vào cái đề bài và chúng ta xem coi là chúng ta áp dụng kiết hợp nào để chúng ta tìm hiệu điện thế qua V1 chỗ này là qua R1. Vậy thì ta sẽ tìm một vòng kính. Đấy, ta có thể xuất phát từ A, ta đi qua B, ta đi qua C, ta đi qua D, qua E, qua F, ta về A lại để tạo một vòng kính. Hoặc là ta đi từ A, ta qua B, ta đi qua đây, qua điểm giao chỗ này là gọi là E đi, thì ta qua R2, ta về đây. Nhưng nếu bạn xem thử, chúng ta đi từ A qua B đây là ok, không có phần tử nào thì rơi áp bằng 0. Chúng ta đi qua một nguồn dòng này là thì chúng ta có biết hiệu điện thế nó bao nhiêu không? Chúng ta chưa biết, cho nên là nếu chúng ta chọn đi đường này thì chúng ta đi vào ngõ cụt và chúng ta không chưa có dữ liệu để chúng ta giải quyết. Chúng ta ưu tiên chọn những cái đường dễ để chúng ta thực hiện. Cuộc sống này nó cũng có nhiều khó khăn, chúng ta chọn đường dễ cho nó nhanh để còn thời gian làm những việc khác nữa chứ. Rồi, như vậy thì ta xem lại là từ A ta đi qua B, ta đi qua C, đi qua 3 ôm chỗ này. Chúng ta có hiệu điện thế qua đây không? Có chứ, 16A nhân với 3 ôm. Chúng ta sẽ dùng định luật ôm để chúng ta tính. Như vậy đường này có. Xuống đây. Xuống đây thì chúng ta đi lên đây là không được rồi. Qua đây thì quá dở, tại vì chúng ta không có cái giá trị dòng điện qua R2. Nhưng qua điện trở 2 ôm chỗ này ta có dòng điện rồi nè. Thì ta nên đi qua đây cho nó dễ nha. Là 2 nhân với 4 là hiệu điện thế nó sẽ là 8. Rồi,
qua đây một nguồn điện, ở đây là dấu trừ và ở đây là dấu cộng 40V, ta đi trở về chỗ này. Đấy, như vậy thì chúng ta nên chọn cái đường bao ở ngoài mà không nên chọn cái đường khó để đi làm gì. Rồi, như vậy nếu chọn đường trên này thì chúng ta có từ A qua B không có gì cả, khỏi viết. Từ B qua C cũng không có gì cả. Từ C qua D là theo định luật ôm thì là hiệu điện thế là 16 nhân 3. Nhưng còn chiều thì như thế nào? Chiều thì dòng điện theo định nghĩa là đi từ dương sang âm, theo chiều dòng điện đi xuống theo như thế này. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ ghi vào biểu thức là dương là dấu cộng 16, thì mình vẫn giữ nguyên cái giá trị ở đây để mấy bạn tự tính nha, nhân 3 cho nó trực quan cái bài giải của mình. Rồi từ D qua E không có gì, chúng ta khỏi ghi. Từ E qua F qua điện trở 2 ôm theo chiều này, như vậy thì ở đây sẽ là dấu cộng và ở đây sẽ là dấu trừ theo nguyên tắc tính điện thế đó. Rồi, vậy thì ở đây là 4 nhân với lại 2, ở đây mang dấu cộng 4 ampere nhân với lại là 2 ohm. Rồi, từ F chúng ta đi về A, chúng ta qua một nguồn 40 và ở đây chúng ta nhìn thấy dấu trừ, vậy chúng ta sẽ trừ 40. Trừ 40. Rồi, trừ 40 xong chúng ta qua V1 là cộng, chúng ta nhìn thấy dấu cộng, như vậy thì mình sẽ là cộng V1. Chúng ta trở về A, cho nên theo kết hợp chỗ này nó sẽ bằng 0. Đấy, và từ đó chúng ta tính một cách dễ dàng là ra giá trị V1. Các bạn thấy số xem thử là giá trị nó có phải là 16V hay không? À, trừ 16V hay không? Rồi, một số cái bài tập khác, cái ví dụ khác. Ví dụ như bài tập này chẳng hạn. Cho mạch điện như hình. Hãy tìm giá trị của giá trị và chiều của V. V này, V đây. V đây, ok không? Rồi như vậy thì mình xem thử coi cái mạch điện này là chúng ta áp dụng kết hợp như thế nào. Đầu tiên chúng ta xem nút tại A và tại B thì chúng ta thấy có một nút ở đây. Áp dụng định lực kết hợp 1 được nè. Rồi, như vậy nếu kết hợp 1 thì sao? Tổng dòng điện vào bằng tổng dòng điện ra. Ở đây dòng điện nào vào? Chúng ta có một dòng 30A đây. Như vậy là 30A là đi vào. Rồi, còn dòng điện nào vào nữa không? I2 là đi vào. Cộng I2. Cộng I2 là đi vào. Rồi, còn dòng điện vào nào nữa không? Hết rồi. Rồi, bằng tổng dòng điện ra. Dòng điện ra đây là I1. I1. Rồi, dòng điện ra đây là I3. Cộng I3. Rồi, thêm một dòng điện ra đây nữa là 8A. Rồi, nếu mà góc độ toán học nhìn sơ sơ qua thì tôi thấy ở đây có 1, 2, 3 ẩn. Và ở đây chúng ta có một phương trình rồi. Chúng ta tìm thêm một phương trình nữa. Nếu như chúng ta viết thêm một phương trình ở dưới nút B nữa thì sao? Cũng tổng dòng đi vào bằng tổng dòng đi ra. Dòng nào đi vào? I1. I1 đi vào. Rồi, dòng đi vào nào nữa? I3. I3 đi vào. I3. Rồi, dòng đi vào nữa là 8. 8. Rồi, bằng tổng dòng đi ra. Dòng đi ra từ B ở đây là 30 và I2. Đây là 30 cộng I2. Đấy. Ồ, như nếu mà mình nhìn mặt toán học thì chúng ta thấy là hai cái phương trình này là nó tương đương với nhau. Vì đây I1, I3 với 8 đây. Đấy, đấy, cùng đây. Như vậy thì đây nó nói lên một cái quy luật là gì? Trong một cái mạch điện mà có hai nút thì chúng ta chỉ sử dụng được một phương trình thôi. Nếu chúng ta viết ra cái phương trình còn lại thì nó cũng tương đương với phương trình chúng ta đã viết. Đấy, ở đây phát biểu rộng ra là nếu trong một mạch điện có N nút thì chúng ta viết được N-1 phương trình thôi. Chúng ta viết ra phương trình cuối cùng thì nó sẽ tương đương lại với các phương trình trên và không, về mặt toán học là không sử dụng được. Các bạn lưu ý chỗ này nha. Vậy chúng ta viết ra đây thì đúng đó, nhưng mà về mặt toán học nó không có ý nghĩa để chúng ta giải không được. Ta xóa nó đi. Không 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 có ý nghĩa chỗ này nha. Rồi.
Rồi. À, như vậy thì KitHub 1 chúng ta viết được một phương trình, chúng ta xem thử rồi KitHub 2 chúng ta viết ra thêm hai phương trình nữa để chúng ta giải. Rồi, như vậy thì KitHub 2 chúng ta phải xem trong một vòng kính. Rồi ở đây mình nhìn xem là nếu chúng ta xuất phát từ A, chúng ta đi qua hai ohm chỗ này là chúng ta có hiệu điện thế là I1 nhân với 2 ohm. Nếu chúng ta đi về cái đường 30A này thì chúng ta có hiệu điện thế không? Là không có hiệu điện thế, tại vì nguồn dòng chúng ta đâu biết hiệu điện thế nó bao nhiêu. Nên là nếu chúng ta đi đường này và chúng ta trở lại cái đường 30A này thì về mặt phương trình nó không có lời giải cho mình. Thì chúng ta lựa cái đường nào chúng ta đi để nó có à là qua đây. Qua đây. Đấy, giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng kính đi từ A chúng ta qua 2 ohm, chúng ta tới B, và từ B chúng ta đi qua 6 ohm, chúng ta về A là được một phương trình nữa. Thì đây là từ A đi qua đây là hiệu điện thế là I1 nhân với lại là 2. Đấy, I1 nhân với 2. Rồi tới B, từ B ta đi về, như vậy thì ta quy định xem là chiều chiều của V này nguyên như thế nào, ta quy ước thôi. Ta có thể quy ước dưới đây dấu cộng, ở đây dấu trừ, hoặc là ở đây cộng, ở đây trừ. Trong cái hình nó đã quy ước sẵn cho mình, ở trên dấu cộng thì chúng ta sẽ là ở đây dấu trừ. Thì từ B ta đi về đây ta nhìn thấy dấu trừ, ta sẽ đi ghi vô là dấu trừ. Rồi, từ B ta đi về A thì đây ta qua dòng I2 ta cộng I2 nhân với lại là 6 ohm. Đây là cộng và đây là trừ nha. Rồi về A thì chúng ta sẽ cho nó là bằng 0. Đấy, đó là một phương trình nữa. Rồi chúng ta làm thêm một phương trình nữa, chúng ta thể xuất phát từ A qua 2 ohm rồi về lại chỗ 4 ohm chỗ này. Như vậy thì là I1 nhân với lại 2 ohm qua đây. À đây thì I3 chiều như thế này thì ở đây sẽ là cộng và ở đây sẽ là trừ. Như vậy ở đây mình sẽ là trừ cho I3 đấy, nhân với lại là 4 ohm và đây là bằng 0. Đấy. Vậy chúng ta có 3 phương trình, 3 ẩn số và chúng ta giải hệ phương trình này ra. Chúng ta sẽ ra được I1, I2 và I3. Đấy, chúng ta có 3 giá trị này. Chúng ta có I2 rồi thì chúng ta sẽ tính được V bằng cách là chúng ta suy ra là gì? V thì nó sẽ bằng theo định lực ôm thôi. V bằng là I2 nhân với lại là 6 ohm. Đấy, 6 ohm. U thì bằng I nhân với R. Thì chúng ta tính. Các bạn thử thế số vào giải thử xem có phải là 24V hay không. Tương tự như vậy, chúng ta có một số cái bài tập nữa. Thí dụ như bài này, cho một cái mạch điện gồm hai viên pin A và B mắc song song với nhau và hai viên pin này được nối vào một cái tải là 10 ohm. Đặc điểm của viên pin như sau: viên pin A có một cái sức điện động là 12V và điện trở nội mắc nối tiếp với sức điện động đó 2 ohm. Viên pin B có sức điện động là 8V và điện trở nội là 1 ohm. Hãy dùng định lực KitHub để mà tính dòng điện chạy trong các viên pin đó và dòng điện chạy trong tải. Đấy. Thì chúng ta vẽ lại cái mạch điện của bài này như sau. Chúng ta có một viên pin A là 12V, điện trở nội là 2 ohm mắc nối tiếp. Viên pin này mắc song song với lại viên pin B là 8V với điện trở nội là 1 ohm mắc nối tiếp. Hai viên pin này mắc song song và cùng mắc vào một tải là 10 ohm. Đấy, vậy chúng ta áp dụng các định luật KitHub để chúng ta giải bài này. Đây chúng ta thể quy ước dòng điện đây là X hoặc là chúng ta quy ước là Y của viên pin A đi cho nó dễ. Đấy, trong cái sách giáo trình thì họ gọi là X, mình gọi IA cho nó thân thiện với mạch điện. Họ gọi X với Y để làm quen với việc giải phương trình thôi mà. Rồi, viên pin B thì chúng ta gọi là dòng điện là IB và ở đây chúng ta chọn chiều. Chúng ta chưa biết chiều như thế nào thì chúng ta chọn đại một chiều nào đó. Nếu như chúng ta giải ra dương thì cái chiều mình chọn là đúng, còn nếu như chúng ta giải ra âm thì chiều mình chọn là ngược lại với cái chiều ban đầu thôi. Chiều mình chọn thôi, chiều thực tế nó sẽ là ngược với chiều mình chọn. Rồi, dòng điện tổng đây mình sẽ ghi là dòng điện
Y. Đấy, dùng điện Y. Rồi, chúng ta áp dụng thử. Như vậy thì xét tại nút A hoặc là xét tại nút C, chúng ta xét một trong hai nút thôi để chúng ta ghi ra một phương trình kết hợp một. Tại vì chúng ta ghi ra luôn phương trình này thì nó về mặt toán học nó không có ý nghĩa. Về để giải phương trình, ta xét tại A đi. Tổng dòng vào là IA cộng IB. Thì chúng ta có ngay phương trình đầu tiên là IA cộng với lại IB. Thì bằng tổng dòng ra, ở đây là bằng Y. Y. Rồi, phương trình số 2 không dùng ký hiệu 1 được, chúng ta dùng ký hiệu 2. Chúng ta xuất phát tại một điểm, thí dụ như điểm A. Chúng ta đi một vòng kính để trở về A. Tôi chọn đi chiều này chẳng hạn. Đi qua đây, qua 10 ohm, đi qua C. Tới C đây ta có hai đường đi, một là đi lên trên, hai là đi xuống dưới. Thì chúng ta chọn chọn đường xuống dưới, đi qua 1 ohm, qua 8V và chúng ta trở về lại A chỗ này. Như vậy thì chúng ta đi qua đây, chúng ta thấy là cùng chiều với 10 ohm chỗ này thì là cộng và trừ. Như vậy là cộng cho Y nhân với lại 10 đưa vô phương trình. Rồi qua đây, qua C, qua đây là 1. À, 1 thì chiều dòng điện là chiều này, IB là chiều này, thì ở đây sẽ là cộng, ở đây là trừ. Theo định nghĩa thì dòng điện nó đi từ dương sang âm. Như vậy thì chúng ta sẽ cộng cho IB, cộng cho IB nhân với lại là 1 ohm này, nhân với lại 1 ohm. Rồi, qua đây là 8V. Vậy là chúng ta nhìn thấy dấu dấu trừ của nguồn, vậy là trừ 8. Chúng ta trở về A thì chúng ta ghi lại là bằng 0. Đấy. Là hai phương trình. Tôi làm thêm một phương trình nữa để đủ ba ẩn số là IA, IB với lại Y. Chúng ta cũng xuất phát tại A. Chúng ta đi qua đây. Qua 10. Qua C. Và lần này chúng ta không đi xuống dưới mà chúng ta đi lên trên. Qua 2 ohm. Qua đây. Trở về A. Các bạn có thể làm cái phương trình đi từ A qua 8V, qua 1 ohm, qua B, qua 2 ohm và qua nguồn 12V này trở về thì cũng được, cũng giống như vậy thôi. Đấy. Đây, chúng ta ghi lại cái phương trình này là gì? Cùng chiều cộng là Y nhân với lại 10, mang dấu cộng. Qua C này chúng ta đi lên trên thì là chiều dương là hướng này, thì ở đây là cộng và ở đây là trừ. Như vậy thì chúng ta có cộng cho IA nhân với lại điện trở là 2. Rồi, chúng ta qua đây là 12 thì trừ 12. Đấy, người ta vẽ dấu trừ ở đây nè. Đấy. Rồi, ta có 3 phương trình, 3 ẩn số. Ta sẽ dùng máy tính cầm tay chúng ta giải ra 3 phương trình, 3 ẩn số này để chúng ta được kết quả là IA, IB và dòng điện Y qua tải. Đấy. Mình để lại cái phép thực hiện phép tính này, các bạn tự giải giúp mình và kiểm tra lại thử xem cái kết quả 8.75V này có đúng hay không nha. 8.75V là người ta hỏi là điện thế qua cái tải là bao nhiêu đó. Bạn giải xong rồi kiểm tra lại kết quả tính toán của mình nữa, thử xem có đúng hay không. Thì tiếp sau đây là một số các bài tập tương tự như vậy. Mình mong rằng là các bạn dành thời gian bạn làm để chúng ta phát triển kỹ năng phân tích mạch điện, nhìn mạch điện để giải bài tập để có thể đáp ứng được nhu cầu công việc. Và nhắc lại ở đây là kỹ năng chúng ta cần phải dành thời gian để chúng ta rèn luyện cái kỹ năng này. À, không phải là kiến thức về định luật thì nó đơn giản chỉ có hai ba dòng thôi, nhưng để giải để áp dụng được vào các cái mạch điện vào trong thực tế thì là cả một cái quá trình. Hy vọng là bạn dành thời gian làm cũng như không có nộp bài bằng cách là sao chép bài của những bạn khác, không có dành thời gian chơi nhiều quá rồi không nộp, hoặc là đi ăn đám giỗ hoặc là chơi game vân vân, thì tất cả nó sẽ không mang lại kết quả tốt, không có cái nhiều kỹ năng cho môn học của mình. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.